Thanh Dung, Tuấn Khanh dẫn theo một đội chặn ở cửa sau, nhận lệnh: đội một đi theo tôi, đi. Hiểu Tuyết, cô nói cô đi theo anh Nghĩa, nửa đời sau đâu còn lo tới chuyện ăn uống. Sao cô lại làm nội ứng cho cảnh sát làm cái gì? Để hôm nay anh tiễn cô một đoạn vậy. Bạch Dĩ, mở cửa. Bị phát hiện tấn công, xông vào. Đứng yên đó, cấm nhúc nhích, đừng qua đây. Tất cả nghe đây, còn bước tới một bước, tôi sẽ bắn cô em nhỏ này trước đó. Trên đường xuống suối vàng cũng có người đi cùng với tôi. Anh đừng khẩn trương, vụ án này Lý Hoàng Nghĩa mới là thủ phạm chính, anh với A Long chẳng qua chỉ là tòng phạm. Tôi khuyên anh mau tranh thủ thả con tin ra, theo chúng tôi về cục công an, đem những tội ác của Lý Hoàng Nghĩa khai báo rõ ràng. Tôi sẽ xin giảm hình phạt cho anh. Cảnh sát đáng chết, đi mà gạt quỷ đi kìa. Anh giúp tôi giảm hình phạt à? Tôi rơi vào tay của các người chỉ có một con đường chết thôi. Anh tuyệt đối đừng nghĩ vậy mà. Vậy đi, tôi đổi chỗ của Lục Hiểu Tuyết, tôi làm con tin của anh. Tôi ở trong tay anh thì anh dễ dàng đạt được yêu cầu của mình rồi. Dừng lại. Anh tưởng tôi ngốc à? Anh qua làm con tin cho tôi là muốn tìm cơ hội bắt tôi chứ gì? Như vậy đi, tôi sẽ tháo hết trang bị của tôi ra. Đội trưởng Trịnh, như vậy được rồi chứ hả? Như vậy thì có thể. Anh còng tay lại rồi qua đây. Được, tôi hứa với anh. Anh bình tĩnh lại đi. Đội trưởng Trịnh, nào. Như vậy yên tâm rồi chứ? Anh bạn, anh tuyệt đối đừng manh động. Một khi anh manh động, sau này anh sẽ hối hận không kịp đó. Nếu anh dám làm tổn hại tới tôi, đội trưởng Trịnh, anh không sao chứ? Đội trưởng Trịnh, không sao không sao, còn đứng ngay ra làm gì? Mau gọi xe cứu thương đi, mau. Đội trưởng Trịnh à, tôi xin lỗi, đều là lỗi tại tôi. Đội trưởng Trịnh, không được. Đội trưởng Trịnh, anh ráng lên. Trịnh Tiêu, anh không sao chứ? Minh Trịnh, em cũng tới hả? Bác sĩ, tình hình anh ấy sao rồi? Đội trưởng Trịnh đúng là may mắn, viên đạn đã xuyên vào bên trong nhưng mà không làm tổn thương tới nội tạng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi. Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Thục Quân à, thật sự xin lỗi em. Em đã mệt rồi, giờ còn gây phiền phức cho em nữa. Em cho anh biết, sau này anh còn bị thương nặng như vậy nữa, coi em làm sao xử lý anh. Làm em lo lắng chết đi được. Em coi em kìa, có nhiều lãnh đạo ở đây như vậy, em chẳng cho anh chút mặt mũi nào sao? Chờ anh khỏe rồi trở về nhà, anh sẽ chịu tội với em được chưa? Ngọc Ngọc, em thấy sao? Anh Tuấn Khanh, anh viết chuyện ra như vậy hay hơn. Tôi cũng thích chuyện tự kể của cậu. Còn phải nói sao? Anh nói cho em nghe, anh Tuấn Khanh giỏi nhất là kể chuyện ngày xưa. Anh dán vào đây cho em ha, có chịu không? Ngọc Ngọc hả con? Dạ. Chú là bạn của ba con. Ba con kêu chú dẫn con tới một nơi. Đi đâu vậy? Tới nơi con sẽ biết thôi. Ba con đang ở đó chờ con đó. Nào đi với chú. Này 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 nè, xin chờ chút đi. Chờ chút, chúng tôi phải xác minh lại với giáo sư trước cái đã. Xác minh cái gì? Là nấy kêu tôi tới đây đón con bé đó. Tôi gọi điện thoại cho giáo sư Cung. Muốn chết hả? Thiên Nhan, báo cảnh sát đi. Cấm nhúc nhích.
Bỏ súng xuống đi, nếu không tôi bắn cô ta đó. Xin chào, đây là tổng đài cảnh sát 110. Xin hỏi bạn cần trợ giúp gì sao? Alo, xin chào, có ai không? Alo, xin chào, bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Bạn đang ở đâu? Bạn không tiện lên tiếng phải không? Hiện giờ bạn đang ở vị trí nào? Xin chào. Alo, xin chào, bạn nghe không? Đừng có mà giở trò, nếu không tôi bắn cô ta đó. Tôi biết rồi, bỏ súng xuống đi, đừng hù con nít. Các bạn, điện thoại của giáo sư Cung đã tắt máy. Tôi vừa gọi điện thoại cho bên khoa. Giáo sư nói hôm nay giáo sư Cung không có xin nghỉ. Tôi thấy gần đây giáo sư Cung hơi lạ đó. Công thức phân tử viết sai mà thế cũng không biết. Thanh Dung. Alo, đội trưởng Trịnh. Không thấy Cung Chí Thành tới trường, điện thoại tắt máy rồi. Có tới bệnh viện không? Con vừa gọi cho Tuấn Khanh và Đường Thiên Nhàn, cả hai đều tắt máy. Chờ chú đi, chú lập tức tới liền. Không có. Đi. Cô y tá, cô bé phòng bệnh số 2 đi đâu rồi? Đâu có biết đâu, vừa rồi có một nam một nữ tới thăm Ngọc Ngọc. Vừa quay lưng đã không thấy họ đâu, chúng tôi đang tìm đây. Đội trưởng Trịnh, trong trường có tìm được họ không? Văn phòng và phòng thí nghiệm đều tới rồi, không có ai. Dừng lại đi, mau. Phóng lớn lên. Đây. Trung tâm điều khiển cục công an thành phố. Trên đường này không có camera giám sát. Phong tỏa con đường này. Xuống xe đi, mau lên. Bỏ đứa nhỏ xuống đi. Bỏ đứa nhỏ xuống. Nhanh lên đi. Bỏ xuống. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Cành muốn làm gì? Đi. Mau. Ba ơi. Ba ơi. Nhanh đi. Đứng lại. Vào trong đi. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Đừng đánh cậu ấy mà. Im miệng đi. Thân thủ không tệ. Bên nào vậy? Cả đại ca của tôi cũng dám đánh sao? Hả? Lăn lộn 2 năm rồi.
Anh bạn, gặp phải anh em chúng tôi coi như là cậu xui xẻo rồi. Xin lỗi nhiều nha. Có thể thương lượng danh chút chuyện không? Để tôi nói với cô ấy hai câu cuối cùng. Được. Tôi là người thấu tình đạt lý. Trò chuyện đi. Thiên Nhàn, thật xin lỗi. Đúng ra tôi chỉ nghĩ đưa cô đi thăm Ngọc Ngọc, sẽ không có nguy hiểm gì. Thật không ngờ Tuấn Khanh à. Cậu đừng có nói vậy mà. Tôi biết là cậu đã cố hết sức rồi. Cậu biết không, lúc chúng ta còn đi học, cậu là nữ thần của tôi. Mặc dù hai chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng mà tôi vẫn không quên được cậu. Có thể gặp cậu một lần nữa đại học Tần Đô là chuyện vui nhất trong đời này của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ là nhân cơ hội này sẽ theo đuổi cậu. Đáng tiếc không như mong muốn, còn làm liên lụy tới cậu. Thiên Nhàn, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ bù đắp. Tuấn Khanh, cảm động quá đi, thổ lộ lúc lâm chung hả? Đừng có lo nữa, giờ tôi sẽ tiễn anh lên đường. Xuống dưới suối vàng rồi, anh sẽ có nhiều thời gian để bù đắp. Anh bạn, có thể cho tôi hút điếu thuốc được không? Sao mà anh nhiều chuyện quá vậy hả? Hả? Đại ca, hai hơi thôi, đời này cuối cùng cũng có được điếu thuốc. Tên nhóc, anh hút thuốc của tôi thì cũng phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Cô ấy là nữ thần của anh, cô ấy cũng là nữ thần của tôi. Anh thử đụng cô ấy một cái thử xem. Trời ơi, tôi sợ quá đi. Tôi sợ quá đi. Nữ thần. Sao cậu tự mở cổng được hay vậy? Alo, Tiểu Dương, cậu đang ở đâu? Tôi với Thiên Nhàn tới thăm con gái của Cung Chí Thành, đang ở một ngôi làng phía Bắc. Vị trí cụ thể tôi không rõ lắm. Bạch Dĩ, mau, định vị đi. Được. Đúng rồi, Cung Chí Thành cũng ở đây. Hình như là bị bắt cóc đến đây. Chỉ có hai tên cướp, một tên đã bị tôi khống chế, còn một tên ở dưới lầu, vẫn chưa phát giác ra. Bây giờ phải làm sao? Đã xác nhận được vị trí. Tiểu Dương, vị trí của cậu chúng tôi biết rồi. Cậu tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chúng tôi lập tức tới ngay. Tôi biết rồi. À đúng rồi, đội trưởng Trịnh, trong tay của họ có súng, nhớ cẩn thận. Được, tôi biết rồi. Các tổ đơn vị chú ý, theo sát xe của tôi, chuẩn bị giải cứu con tin. Đội trưởng Trịnh sẽ lập tức đến đây. Vậy chúng ta có súng cứu hai người họ không?
Không cần phải nôn nóng, tôi phải bảo đảm an toàn cho cậu. Chờ họ tới đi. Sao mà tới giờ vẫn chưa xong vậy? Lão Nhị! Lão Nhị! Đội trưởng Trịnh tới rồi, tôi đi tiếp ứng cho họ. Cậu đây tuyệt đối đừng ra ngoài nghe. Bạch Dĩ, cậu dẫn theo một nhóm xông vào từ bên này. Thanh Dung, cậu bốn người các cậu đi theo tôi. Rõ, đi. Hai anh, qua bên kia đi. Được. Đứng yên. Bỏ súng xuống. Đứng yên. Hôm nay có thể đi hay không phải trông cậy vào cô rồi. Không được qua đây. Đứng yên. Không được qua đây. Đừng manh động. Có chuyện gì từ từ nói. Đội trưởng Trịnh, mặc kệ tôi. Anh đừng căng thẳng. Thả lỏng một chút. Thả lỏng ra. Tuyệt đối đừng manh động. Tên tôi là Trịnh Tiêu. Cứ bắt tôi, đừng bắt cô ấy. Đội trưởng Trịnh, không được. Được thôi. Anh định lúc đổi người sẽ nhân đó bắt tôi phải không? Anh tưởng tôi là tên ngốc chắc? Không phải, không phải, không phải. Tìm cho tôi một chiếc xe đổ đầy xăng, sau đó đưa tôi ra khỏi Tần Đô. Tôi sẽ thả cô ta ra, nếu không tôi bắn cô ta đó. Lùi lại mau. Nào, lùi lại đi. Tất cả lùi lại đi. Tất cả lùi ra sau. Yên lặng đi. Tất cả lùi ra sau. Mau tìm cho tôi chiếc xe, nhanh đi. Được rồi, tôi hứa với anh đừng căng thẳng. Bạch Dĩ, có, lấy xe đi. Đi chết đi. Nằm yên. Cấm nhúc nhích. Yên lặng đi, đứng lên. To gan lắm. Phối hợp rất tốt. Được rồi, chúng ta đi. Giáo sư Cung. Đội trưởng Trịnh, cảm ơn. Để tôi tranh thủ mang con tôi tới bệnh viện đã. Chào đã. Thanh Dung, con đưa con gái giáo sư tới bệnh viện đi. Được rồi, đây. Giáo sư Cung, tôi cần anh phối hợp theo chúng tôi về cục cảnh sát lấy lời khai. Được rồi, đi theo tôi. Hồ Tống Họ. Tuấn Khanh. Tuấn Khanh, lúc nãy nghe thấy tiếng súng, tôi cứ sợ là họ nổ súng bắn cậu. Tôi hiện giờ vẫn khỏe mạnh đi mà, đừng có lo. Anh Quân, tới rồi. Vào được rồi đại ca, vào trong đi. Bạch Dĩ, thân phận hiện giờ của anh không thể bại lộ. Lát nữa anh và hai người nữa sẽ giữ chỗ này. Vậy còn tôi? Tân binh với anh, ở đây chờ đi. Dựa vào đâu? Dựa vào việc anh phải nghe lời tôi.
Anh Hào, tôi đưa người tới rồi. Anh Hào, bày trận lớn vậy sao? Chẳng lẽ muốn chơi trò quân đen ăn quân đen à? Anh Quân, làm nghề của chúng ta nếu như bị bắt chỉ có một chữ là chết. Tôi làm như vậy không phải là nghĩ cho an toàn của chúng ta sao? Có thể hiểu được. Cho anh Quân kiểm tra hàng đi, mau lên. Hàng tốt thật. Anh Hào, hàng C2 này đúng là đồ tốt. Cũng giống như hàng hôm qua tôi kiểm tra, đồ tinh khiết vô cùng cao. Nhóm C2 này tôi lấy hết. Vậy anh Quân chuyển khoản ngay cho tôi chứ. Trời ơi anh Hào, đừng có hối tiền gấp như vậy. Hàng quả thật là không tệ, nhưng mà nhiều đây quá ít rồi. Anh Quân, việc này vẫn còn dài mà. Sau này tôi sẽ còn cung cấp hàng cho anh dài dài. Tôi cần không phải là anh cung cấp dài dài. Thứ tôi cần là đem toàn bộ C2 của anh bán lại cho tôi. Anh Quân à, ham muốn của anh hơi lớn quá rồi. Anh Hào, có phải là anh đang nghi ngờ khả năng xuất hàng của tôi hay không? Hay là vậy đi anh Hào, ngoài trừ hôm nay trả anh hết tiền hàng, tôi còn tặng thêm cho anh 500 ngàn. Hả? 500 ngàn? 500 ngàn? 500 ngàn? Được, anh Quân, vậy làm theo lời của anh nói đi. Quyết định vậy đi. Alo, ông chủ, là tôi. Chất lượng hàng không tệ, có thể chuyển tiền rồi. Tôi biết rồi. Hành động. Cảnh sát. Quả ra anh thực sự là nổi gián. Cái gì mà nổi gián ở đây? Rõ ràng các người đang giở trò ma quỷ. Đánh quá đã rồi. A Lượng, canh chừng nó đi. Nếu chúng ta không trốn được thì lấy nó ra làm con tin. Được rồi, các anh em theo tôi mau. Tốt quá, chạy ra rồi kìa. Ngồi yên đó đi. Không được để cho chúng chạy thoát. Hai người canh, đi theo tôi bắt chúng lại đi. Được, anh không được đi. Anh ở yên đây, tuyệt đối không được tùy tiện hành động. Có nghe rõ chưa? Đi, mau theo tôi. Tránh ra mau. Đứng yên.
Mau, đi mau. Phim lịch sử thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Anh đến đây làm gì? Hỗ trợ đó. Chán sống rồi sao? Đừng cử động. Đừng ra ngoài. Nè, sao rồi? Nè, ngồi dậy đi. Cô có sao không? Không sao, tôi quá chống đạn. Hai tên bên kia súng của chúng mạnh quá. Phải nghĩ cách giải quyết cả hai mới được. Chuyện này còn để nói sao? Cô còn bắn được không? Đương nhiên là được rồi. Vì vậy đi, tôi sẽ nghĩ cách dùng chúng bắn về phía tôi. Anh muốn làm gì? Cô không phải là người bắn giỏi nhất trong đội sao? Phải xem cô rồi. Nè, anh Quân bắn giỏi thật. Chuyện nhỏ. Anh có sao không? Không sao. Áo chống đạn này quả thực là có tác dụng. Hết đạn rồi. Anh Quân, chúng ta đi. Nhiều cảnh sát vậy làm sao mà đi chứ? Tôi có cách rồi. Qua nhà anh Hào đi. Đừng lo cho tên đó, nếu không hắn sẽ liên lụy hết chúng ta. Đi thôi. Để họ đi. Nè, bây giờ phải làm sao? Đuổi theo. Ngồi yên đi, ngồi yên. Bạch Dĩ, anh dẫn mọi người đi thu dọn hiện trường. Tôi lấy xe, đuổi theo đội trưởng Trịnh. Được rồi, đi theo tôi. Nè, sao cô còn chưa chạy? Chạy gì mà chạy? Anh còn đi theo làm gì? Đội trưởng Trịnh kêu tôi nghe cô chỉ huy mà. Tôi không theo cô làm sao nghe cô chỉ huy được? Nên thực sự nghe tôi chỉ huy thì vừa rồi nên chờ ở bên ngoài mới phải chứ. Đội trưởng Trịnh vừa cứu tôi một mạng, sao tôi có thể vong ân bội nghĩa được? À Lực, vết thương sao rồi? Không sao, chỉ là trễ chút da thôi. Cũng may là hàng còn ở đây. Phải đó, hàng còn ở đây. Nhưng cậu lại giao đại ca của mình cho cảnh sát. Trên giang hồ còn nói tới đạo nghĩa hay không vậy? Chuyện này sau này nói đi anh Quân ơi. Anh Quân, không phải là anh muốn có C2 sao? C2 có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu. Anh Quân muốn bao nhiêu tôi sẽ cung cấp bấy nhiêu cho anh. Thật sao? Điên thật rồi. Có xe cảnh sát phía sau kìa. Anh Quân, lái nhanh lên đi. Anh Quân, đi theo chỉ đường. Anh Quân, mau theo tôi. À Lực, vào đây lỡ gặp cảnh sát thì sao? Chỗ này thông ra cả bốn lối, họ chặn không nổi chúng ta đâu. Mau theo tôi.
A Lực à, con nghĩ chu toàn thật đó. Con chuẩn bị sẵn chiếc xe này. Tôi chuẩn bị không chỉ chiếc xe này đâu. Đừng hở một chút là vội vàng rút súng ra. Trong xe không còn ai nữa đâu. Không chừng bọn chúng còn ở quanh tầng hầm này. Định vị điện thoại của đội trưởng Trịnh cho thấy họ đã lấy xe ra ngoài rất xa rồi. Chúng ta diễn kịch cũng đã đủ rồi, không cần đuổi theo nữa. Chưa gì kết thúc rồi sao? Tôi còn chưa chơi đủ mà. Anh cho rằng đuổi bắt bọn ma túy là trò chơi bắn nhau sao? Biểu hiện của anh hôm nay quá liều lĩnh rồi. Cô nói vậy là không khách quan rồi. Nếu không phải là tôi kịp thời dẫn chiến, hai tên bắn súng máy kia có thể xử lý được nhanh vậy sao? Alo, Chu Linh, làm phiền cô tới hiện trường kiểm tra. Ở đây có thể lấy được mẫu ma túy của bọn chúng. Là tiếng gì vậy? Chiếc xe hôm qua anh đi có gắn máy nghe trộm. Đây là tiếng nói trong xe đó phát ra. Xem ra A Lực vẫn không tin tưởng tôi, còn cho lắp máy nghe lén. Đó là hôm qua thôi. Lúc nãy nếu không có anh Quân, tôi đã rơi vào tay bọn cảnh sát rồi. Bây giờ tôi còn không thể tin anh được sao? Dương Tuấn Khanh, anh có thể trực tự một chút được không? Biết rồi, biết rồi. Đừng cản trở công việc của người ta mà. Tôi cản trở hồi nào? Tôi chỉ nhìn một chút thôi mà. Cô nói đi, có phát hiện gì mới không? Lý Hào, lần này anh rơi vào tay cảnh sát là chết chắc rồi. Lần này tôi sẽ cho mấy tên cảnh sát bồi tán theo anh. Cậu nói vậy là sao chứ? Hôm qua trong chiếc xe của anh không chỉ có mấy nghề lén, còn có cả bơm điều khiển từ xa nữa. Nổ bơm à? Lúc đầu tôi định là nếu phát hiện anh Quân thực sự là nội gián của cảnh sát, tôi sẽ cho nổ tung anh. Giờ thì bọn cảnh sát tự tìm cái chết. Tôi chỉ biết dùng trái bơm này tiễn bọn chúng về trời thôi. Các người đi chết đi. Phim được dịch thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Buông ra mau, không được chúng chích. Quá trang là cảnh sát. Ngồi yên. Ngồi yên. Thành Dung, trong xe có gắn bơm. Nhanh lên, mau tìm chuyên gia phá bơm, lập tức tới gỡ bỏ. Lúc nãy chúng ta chút nữa là bị bơm trong xe nổ chết rồi hay sao? Giờ đã biết bắt ma túy không phải là trò chơi bắn nhau rồi chứ. Tốt hơn là anh nên quay về làm cảnh sát tuần tra của anh đi. Cô nói vậy là không có tính đoàn kết rồi. Cô tưởng làm cảnh sát tuần tra dễ lắm sao? Đội trưởng Trịnh, chú không sao chứ? Chú không sao. Giải tên này về đi. Trên xe có ma túy, chú sẽ tự lấy xe về. Dạ, được rồi. Đứng lên đi. Đi, mau. Lạc Duy, đây là đứa cháu họ của tôi. Nó tên là Dương Hiếu Kiên. Tôi giao nó cho cậu đó. Được rồi, ông đừng có lo. Vậy tôi đi trước đây. Được rồi, đi cẩn thận. Hiếu Kiên à, chú đi nghe. Dạ, tạm biệt chú. Tạm biệt. Ông Dương đi cẩn thận. Được rồi. Hiếu Kiên, cậu học khóa đào tạo công ty chưa? Đã học rồi. Hôm nay cậu có thể bắt đầu làm việc chưa? Không sao đâu Lạc Tổng. Kêu Lạc Tổng cái gì, gọi anh Duy được rồi. Các anh em quan tâm chỉ dẫn người mới giúp tôi nghe. Được rồi anh Duy, nên làm mà. Đây là đại đầu, sau này công việc cụ thể cậu hỏi cậu ấy là được rồi. Chào anh đại đầu. Chào cậu. Được rồi, đừng khách sáo nữa, mọi người mau làm việc đi. Dạ, ráng làm nghe. Hiếu Kiên, anh đại đâu? Mệt quá hả? Làm từ sáng sớm tới tối mịt. Tôi chưa từng làm công việc như vậy nên mệt mỏi thôi. Từ từ sẽ quen thôi. Được rồi.
ngày đầu tới làm việc như thế nào rồi? Có gặp ông chủ chưa? Anh Đại đâu? Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi trước ha. Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Được rồi, tôi đi trước đây. Được rồi, tạm biệt. Đi cẩn thận đó. Được rồi. Sớm trả lại cho tôi, đừng để hắn nghi ngờ. Vừa mới dùng máy kiểm tra an ninh, chỉ thấy bên trong là tường thạch cao. Có phải là tường thạch cao này có chứa ma túy không? Cảnh Khuyển không phát hiện ra, mấy kiểm tra an ninh cũng không phát hiện ra. Rốt cuộc trong này chứa gì chứ? Thế nào rồi? Bên trong không có ma túy. Hả? Đội trưởng Trịnh, chúng ta có thể theo dõi điểm nhận hàng, nói không chừng có thể phát hiện ra manh mối gì đó. Được, lát nữa gặp. Đi đi. Nè, cậu chuyển phát nhanh, tôi cần gửi bưu kiện. Dạ, được rồi. Được rồi. À, cảm ơn nhiều. Tình hình bên cậu sao rồi? Không có gì đặc biệt, nhưng mà các khối hàng được giao trong hai hôm nay vẫn còn nằm yên trong tủ khóa kín. Tôi đang nghĩ mấy khối hàng này có thể chính là khối hàng ma túy. Ý cậu muốn nói mấy ngày này có người sẽ tới lấy đi sao? Quả nhiên hắn tới rồi. Xem hắn muốn làm gì. Quả nhiên Dương Tuấn Khanh nói không sai, hắn tới đây để lấy những gói hàng này. Chuẩn bị. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Chào anh, hoan nghênh quý khách. Anh đi mấy người? Chào anh uống trà gì? Bích Loa Xuân. Bích Loa Xuân. Dạ được rồi, anh chờ một chút.
Lạc Duy này có khi nào ở quán trà này giao đồ cho người ta không? Rất có thể. Chúng ta phải theo dõi chặt chẽ. Đã hơn một tiếng rồi, sao vẫn không có động tĩnh gì chứ? Tính tiền đi. Đội trưởng Trình có đuổi theo không? Không cần đâu. Chúng ta vào trong kiểm tra máy quay giám sát bãi đầu xe đi. Được rồi. Chậm lại. Quá trà Lạc Duy dùng cách này để giao hàng cho các đối phương. Trong gói hàng này có 8 phần là ma túy. Nhưng sau cảnh khuyển và mấy kiểm tra an ninh vẫn không phát hiện bên trong có ma túy. Đúng vậy, chuyện này quá kỳ lạ rồi. Mặc kệ bên trong gói hàng này có ma túy hay không, Lạc Duy vô cùng đáng nghi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta. Sớm vậy đã về rồi sao? Anh Duy, hai ngày nay chẳng có làm gì hết. Tối nay có cần tôi đi giao hàng gì không? Mấy thứ này đôi khi chỉ có vài cái. Tôi giữ cậu lại là để cậu làm chuyển phát nhanh, chứ không phải đi giao mấy thứ này. Anh Duy, anh quyết làm gì để tôi làm cho? Không cần đâu, anh khách sáo với tôi làm cái gì? Để tôi làm cho, ra ngoài đi, trong này bụi lắm. Vậy tôi đi vệ sinh một chút đi. Cậu làm sơ sơ được rồi. Được rồi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Anh Duy, anh đứng ngoài chờ chút, 2 phút nữa là xong rồi. Trong này toàn bụi không à. Mau lên đi, nhanh lên, nhanh lên. Được rồi, xong ngay thôi. Được rồi. Nhưng mà cái này rõ ràng là có 3 tấm. Còn cái này nữa, số điện thoại để làm gì? Cậu gọi điện thoại là biết ngay thôi. Tra lại số điện thoại đi. Dạ được. Anh Duy, xong rồi. Cậu làm tiếp đi. Được rồi. Xong rồi hả? Sạch sẽ, đâu cũng sáng bóng. Tôi đi đây. Được rồi. Tuấn Khanh, trong điện thoại của Lạc Duy có phát hiện gì không? Tôi nghe lén cả ngày, chỉ nói về chuyện làm ăn thôi. Tôi cũng xem thử nhật ký trò chuyện và cả tin nhắn và WeChat của hắn. Không có gì bất thường. Không phải chứ? Dương Tuấn Khanh, trong điện thoại hoàn toàn không có tin tức gì giá trị hết. Hắn ta không để cho anh dễ dàng được lợi vậy đâu. Trường Thanh Dung, cô đừng nói chuyện xui xẻo vậy mà. Cứ tiếp tục nghe lén, nói không chừng sẽ có tin tức hữu dụng gì đó thì sao? Tuấn Khanh à, chúng ta hiện giờ không thể tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Phải lập tức lấy được sự tin tưởng của Lạc Duy. Qua đây, nào ngồi đi. Tôi có ý này, mọi người xem làm vậy được không? Đội trưởng Trịnh,
Tôi cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện được. Lạc Duy đi rồi. Anh Duy, Hiếu Kiên, sao cậu lại ở đây vậy? Hôm nay Tăng làm sớm, đi mua cho người bạn ít đồ. Đúng lúc đi ngang qua đây. Anh Duy à, anh đang đi đâu đó? Tôi định tới quán trà Càn Nguyên uống trà. Đúng là tiện đường mà. Anh Duy à, nếu không thì tên nhóc này cậu tranh thủ cho mình vẫn chưa đủ sao? Tự đón xe đi đi. Anh Duy, anh coi mỗi tháng tôi chỉ kiếm được có một chút tiền sinh hoạt thôi, có thể bớt được gì thì bớt chứ. Lên xe đi. Cảm ơn Duy. Tôi để đồ ở trong luôn nha, để đi. Đi nào. Hiếu Kiên, gần đây làm việc sao rồi? Trước đó còn cảm thấy mệt mỏi, giờ thì thích ứng được rồi. Tuổi trẻ đúng là khỏe thật. Anh Duy à, cái đó anh còn không? Trong tay cậu còn bao nhiêu? Tôi chỉ còn có 2 gam ngựa hồng, sẽ hút hết nhanh thôi. Anh Duy à, nếu hiện giờ tiền bạc hơi ngặt á, không sao, tôi ráng nhịn chút là được rồi. Cậu chơi thứ này rồi, làm sao mà nhịn được? Thứ này có thể khống chế tới đâu thì hay tới đó, có thể hút ít chút nào thì hay chút đó, nhưng mà cũng không có tác dụng lâu đâu. Sớm muộn gì cơ thể vẫn không thể vượt qua, chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi hiện giờ lại đang cố gắng kiếm thêm chút tiền để lại cho dai dai. Anh Duy à, tôi cũng muốn nhân lúc trẻ kiếm nhiều tiền chút. Được rồi, cậu có thể anh Duy làm việc thật tốt, tiền sẽ không thiếu phần của cậu đâu. Cảm ơn anh Duy. Phía trước có chuyện gì vậy? Anh cảnh sát, có chuyện gì sao? Kiểm tra đột xuất. Anh vui lòng cho xem giấy phép lái xe của anh. Phía sau có đồ gì không? Có đó, có 2 gói hàng. Có thể mở ra được không? Anh cảnh sát, tôi thấy là không cần làm vậy đâu. Xin vui lòng phối hợp. Cảm ơn anh. Trong này là gì? Tượng thạch cao. Anh mua tượng thạch cao làm gì? Con của người thân thích học mỹ thuật, cần tượng thạch cao để làm mẫu, nên tôi mua tặng. Có thể mở ra xem được không? Anh cảnh sát, tôi thấy không cần phải làm như vậy đâu. Xin phối hợp công việc của chúng tôi. Anh Duy, chỗ tôi tới cách đây cũng không xa, tôi tự đi tới được rồi. Nè, trong túi đựng gì đó? Đâu có gì đâu. Mấy thứ này là gì? Cũng đâu có gì đâu. Thứ này là gì? Thì hàng thủ công mỹ nghệ thôi. Hàng thủ công mỹ nghệ sao anh phải lo như vậy chứ? Cái này là ngà voi. Ngà voi hả? Ngà voi ở đâu ra vậy? Là của một người bạn. Anh ấy nhờ tôi bán hàng giùm. Đúng lúc tôi có biết một ông chủ đang có hứng thú với những thứ này, nên đem tới cho mấy xem thôi. Ngà voi. Anh coi màu bột này, cộng thêm cách gói hàng nữa. Thứ này là hàng giả, hàng bán vỉa hè thôi. Anh bị lừa rồi anh bạn. Không thể nào. Anh cảnh sát, thật xin lỗi. Đây là nhân viên của tôi. Cậu ấy tuổi đời vẫn còn trẻ, không hiểu chuyện. Sau này tôi sẽ dạy cô ấy thêm. Được rồi, không còn gì nữa rồi. Các anh đi đi. Sau này trưởng thành một chút đi anh bạn. Anh cảnh sát, tôi cũng đâu phải là hải quan đâu mà biết mấy thứ này.
Ngà voi, Hiếu Kiên, bình thường thấy cậu cũng lanh lợi lắm, sao lại bị bạn mình lừa thê thảm vậy? Anh Duy, anh tưởng tôi không biết hàng đó là hàng vỉa hè sao? Sở dĩ tôi nói với cảnh sát đó là ngà voi là bởi vì tôi muốn thu hút sự chú ý của cảnh sát thôi, để yểm trợ cho anh. Tôi có gì đâu mà yểm trợ. Anh Duy, trong gói hàng của anh thật sự là tượng thạch cao sao? Thật sự là thạch cao mà. Anh Duy, anh coi xe này của anh cũng hơn 1 triệu rồi. Lúc tôi nói chuyện với anh đại đầu, anh ấy nói với tôi anh rất là hào phóng. Tên đại đầu này cái gì cũng nói được. Vậy thì sao chứ? Nhưng mà điều quan trọng nhất là anh còn mua được ma túy. Số tiền mua ma túy này còn nhiều hơn cả tiền mua xe. Một điểm chuyển phát nhanh như anh, lợi nhuận có 1 năm cũng chỉ được mấy trăm ngàn thôi, làm sao đủ xài chứ? Chuyện này không cần cậu quan tâm tới đâu. Anh Duy, anh còn cứ thần thần bí bí như vậy, kêu tôi đi gửi mấy gói hàng cho anh. Vừa rồi khi thấy cảnh sát đòi mở ra xem, tôi thấy anh rất là quảng, nên tôi đoán là trong gói hàng đó không phải là tượng thạch cao, mà là thứ có thể giúp anh phát tài. Nếu tôi đoán không lầm, chắc là ma túy rồi. Tôi có thấy trên mạng họ dùng chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy. Anh Duy, đây mới là món đồ giúp mình phát tài. Cậu nói câu này là quý vị chứ? Anh Duy, anh đừng hiểu lầm. Tôi không có uy hiếp anh đâu. Tôi chỉ muốn cùng làm với anh thôi. Nếu trong gói hàng này thật sự là ma túy thì đây là trọng tội. Cậu không sợ à? Lúc nãy anh cũng đã nói rồi, chỉ cần dính vào ma túy thì cơ thể không thể vượt qua được. Tôi nghĩ nhân lúc còn trẻ, kiếm nhiều tiền một chút, thừa dịp còn trẻ, liều một phát. Anh Duy, anh đừng do dự nữa. Cậu thật sự cho rằng trong gói hàng đó là ma túy à? Chẳng lẽ không đúng à? Được, vậy cậu giúp tôi giao gói hàng này cho một người đi. Là ai? Alo, tôi là Trịnh Tiêu. Alo đội trưởng Trịnh. Dựa theo kế hoạch đã định, tôi vừa diễn xuất xong. Lạc Duy kêu tôi thuê một chiếc xe đi giao hàng cho hắn ta. Giao tới cho ai? Hắn chưa nói cụ thể, chỉ biết đó là anh Lý. Sau đó gửi cho tôi một cái địa chỉ. Tiểu Dương yên tâm đi, tôi đang đi theo cậu, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cậu. Lạc Duy đâu rồi? Bạch Dĩ đang theo dõi. Chúng tôi muốn xem thử rốt cuộc hắn muốn giở trò gì. Không thành vấn đề. Dừng xe. Anh Lý, anh là người của anh Duy. Đồ đâu? Anh chờ một chút. Anh Lý, đây là hàng, tiền hàng của cậu. Ồ, nhiều tiền như vậy, tôi phải đếm bao lâu đi chứ? 300 ngàn, khỏi đếm. Tôi với anh Duy là người quen cũ, không thiếu đồng nào đâu. Nếu như anh Lý đã nói vậy rồi, vậy tôi yên tâm. Anh Lý, hợp tác vui vẻ. Đứng yên, đứng yên, không được nhúc nhích. Cử động tôi nổ súng. Thanh Dung, hình như chú nghe bọn họ nói là cảnh sát thì phải. Con nghe là vậy. Không đúng, đâu có ai báo với chúng ta. Chuẩn bị bắt người. Được. Các anh là cảnh sát thật hả? Hỏi thừa.
Tôi đâu có làm gì đâu. Các anh bắt tôi làm cái gì chứ? Hắn là tội phạm truy nã, chúng tôi theo hắn lâu rồi. Anh ta là gì? Có quan hệ sao với hắn? Không phải đâu, anh ta là tội phạm truy nã. Đâu có quan hệ gì với tôi đâu. Tôi không biết anh ta. Đằng sau là thứ gì? Mau mở ra đi. Nhanh lên. Không quen anh ta. Không quen sao nhận nhiều tiền vậy? Tôi chỉ đưa đồ giúp người ta thôi. Tôi thật sự không biết anh ta mà. Đưa đồ cho ai? Tôi chỉ gặp ở trên mạng, chưa từng gặp mặt. Trong túi này chứa gì? Tôi đâu có biết. Tôi thấy ma túy rồi. Sao có thể là ma túy được? Không thừa nhận à? Được. Cấm cử động. Được. Đứng yên. Cử động tôi bắn anh đó. Đừng cử động. Anh à, bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Nhóc con, đem tiền đi đi. Không phải chứ anh Lý. Vậy còn anh? Bọn họ bị tôi khống chế rồi, còn sợ gì nữa? Đi đi. Cảm ơn anh Lý nha, cảm ơn. Đừng cử động. Cảm ơn. Đội trưởng Trịnh, bây giờ phải làm sao? Không thể nào để chúng uy hiếp người của mình. Chúng bị bắt người. Được. Thành Dung, tình huống phát sinh. Con có thể nổ súng không? Yên tâm đi đội trưởng, con đã hồi phục rồi. Alo, Tuấn Khanh. Alo, đội trưởng, cậu đem chuyện vừa rồi nói cho Lạc Duy biết. Nếu hắn quyết định chạy trốn, cậu lập tức bắt hắn. Bạch Chỉ vẫn bám theo hắn, cậu ấy sẽ hỗ trợ cậu, hiểu rõ? Hiếu Kiên, thế nào rồi? Xảy ra chuyện rồi. Lúc nãy tôi vừa gặp anh Lý, đột nhiên xuất hiện hai tên cảnh sát. Họ nói anh Lý là tội phạm bị truy nã, đã theo dõi nấy lâu rồi. Các người bị bắt rồi sao? Không có đâu, tôi chạy trốn rồi. Nhưng mà không biết là anh Lý làm sao nữa. Anh Duy à, tôi phải làm sao đây? Anh Lý có đưa tiền cho cậu không? Có, đã ở trên xe. Được rồi, cậu đừng quản Hiếu Kiên. Cậu nghe tôi nói, bây giờ cậu lập tức cầm theo tiền và gặp tôi. Được rồi, tới nhà của anh sao? Cậu đừng tới nhà của tôi, tới điểm chuyển phát nhanh đi. Đừng làm dây sợ, hiểu rõ? Anh Duy, là 300 ngàn. Là 300 ngàn. Đừng căng thẳng, hít thở một chút đi. Phần của cậu. Anh cho tôi tiền này để chạy trốn sao? Chạy gì mà chạy? Chuyện này đâu có liên quan tới cậu đâu. Cậu khẩn trương làm gì? Sao tôi không chạy trốn được chứ? Hai tên cảnh sát kia bắt tôi phải làm sao? Anh nói đi, anh Duy à. Tôi nói cho anh nghe, anh nhất định phải đi. Anh không thể ở đây được. Hiếu Kiên à, bình tĩnh đi, có tôi đây rồi. Có chuyện gì tôi sẽ đỡ cậu. Hai tên cảnh sát kia cứ để cho anh Lý giải quyết đi. Không liên quan tới cậu đâu hả? Yên tâm đi. Anh nói vậy là sao? Hai cảnh sát này sẽ bị xử lý. Tóm lại sau này tôi sẽ nói rõ ràng với cậu. Còn tiền này là thưởng cho cậu, cậu không cần lo. Anh Duy à, anh đừng có gạt tôi mà. Ba mẹ tôi không biết tôi làm chuyện này đâu. Tôi không muốn đi tù, tôi mà đi tù là cả đời sẽ xong luôn. Hiếu Kiên à, cậu có tin tôi không? Có tôi ở đây rồi, tôi không để cậu có việc gì đâu. Chuyện này không liên quan tới cậu nữa. Cậu chỉ cần giữ kín chuyện này, nghe rõ chưa? Không liên quan tới cậu nữa, không sao đâu, hả? Anh Duy à, chuyện này chúng ta làm xong rồi hả? Thì làm xong rồi. Cậu coi, tiền này là của chúng ta. Là của chúng ta. Tuyệt, hay quá. Anh có biết không, đời này của tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. 300 ngàn, 300 ngàn đó. Coi cậu chẳng có chút tương lai gì. Nhiều đây thì có là gì đâu. Cậu cứ đi theo tôi, sau này không thiếu phần của cậu đâu.